frozen, your tears have all dried out. 'Cause I won't see you cry again. Throw pennies in a fountain, look at what comes out. Sometimes wishes do come true. Now everything is perfect, I know this love is worth it.
Maybe it's intuition, but some things you just don't question. Like in your eyes, I see my future in an instant, and there it goes. I think I found my best friend. I know that it might sound more than a little crazy, but I believe I knew I loved you. Nghe thư đưa cho đừng nhỏ chữ gái. Hai á thì mình hỏi người ta chúng tôi ở đây cũng nhất là trên cái cạnh tranh với các bạn ăn ngồi và vì là trên gia đình theo biết nhất là học sinh ăn ngồi thì ta tôi thì là có gì đó là những cái thông cảm và mình cho đến một cái ngân hàng còn nữa là trên như vậy là cái này còn cái thì để anh em có một cái quạt đó đầu tiên là trong ngoài quê tôi thì cái từ gắn dùng điện thứ hai nữa là trong đây là có cái đôi bàn tay về yêu con gái khi mà lấy chồng để bảo lại bò cắp và để mà cho các cháu thì đã các cháu đã tự lo cái chuyện đấy các chị cũng đã biết các có lẽ thì nói nhiều thì cũng phải không. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one and my life had found its missing piece. So as long as I live for love, you look so beautiful in white. And from now till my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless.
whispering, I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart, I mean every word. So as long as I live, I love you, will heaven hold you? You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white, and tonight daughter is what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go. And I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful. trên cao đang tung bay như đón chào, cầm tay cô em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời. Anh biết không, em đã vui, thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Tình yêu của em là anh đó, sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy trẻ thơ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc được làm cô dâu của anh đó. Mình cùng hứa ngày mai sau sẽ không rời xa nhau. Dù cuộc sống này thế nào, bên nhau dấu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Sâu, đi bên anh thật vui sao? Những chiếc lá trên cao đang tung bay như đón chào. Cầm tay của em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời. Anh biết không, em đã vui, thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Tình yêu của em là anh đó, sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy trẻ thơ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh
ngày hôm nay em thật hạnh phúc được làm cô dâu của anh nó. Mình cùng hứa ngày mai sau sẽ không rời xa nhau. Dù cuộc sống này thế nào, bên nhau dẫu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Mộng mơ của em chẳng có lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc, làm cô dâu của anh đó. Hôm nay mai sau sẽ không rời xa nhau. Dù cuộc sống này thế nào, biết bao dấu cho khuôn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Dù cuộc sống này thế nào, bên nhau dấu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. I love you, I love you. Có anh
Hạnh phúc thật ý nghĩa khi thấy em cười mỗi lúc bên người, yêu thương như gió và mây. Từng lời nói nguyện yêu mãi, yêu đến bất tận, thật đẹp biết bao, dấu yêu mong làm sao. Tình yêu đã đến đánh thức con tim ngủ mê bao ngày, thật bối rối mỗi khi em yêu hơn dỗi. Và ngày em đến dù tan màn đêm băng giá, ưu phiền cho tim anh tôi vẫn lẻ loi. Từng ngày anh vẫn luôn mong chờ em cuối con đường, nụ hôn bất ngờ cho nhau ánh mắt mộng mơ. Một vòng tay ấm đôi ta cùng nhau tới chân trời, thơm mong suốt đời bên em ngày hạnh phúc. Bên người yêu thương như gió và mây, từng lời nói nguyện yêu mãi, yêu đến bất tận, thật đẹp biết bao, dấu yêu mong làm sao. Tình yêu đã đến đánh thức con tim ngủ mê bao ngày, thật bối rối mỗi khi em yêu hơn dỗi. Và ngày em đến dù tan màn đêm băng giá, ưu phiền cho tim anh thôi không lẻ loi. Từng ngày anh vẫn luôn mong chờ em cuối con đường, cho nhau ánh mắt mộng mơ. Một vòng tay ấm đôi ta cùng nhau tới chân trời, thơm mong suốt đời bên em ngày hạnh phúc. Từng ngày anh vẫn luôn mong chờ em cuối con đường, nụ hôn bất ngờ cho nhau. Khát khao bao nhiêu ngày tháng, và anh giữ nắng ấm, anh giữ những cơn mưa để hoa mãi mãi thắm xanh với tình anh. Một cuộc đời hiến dâng cho một cuộc tình, một vòng tay mang giấc mơ đến em từng đêm, và anh giữ gió rét không để gió bay qua, sợ lạnh em thức giấc bởi anh quá yêu người. Người ơi hãy xem trái tim anh yêu người nhé, người không vui anh sẽ mang thiên đường chốn vui, người không vui thiên đường cũng không vui, người không vui thế gian như đang tận thế. Người hãy để anh chứng minh anh yêu người nhé, vì yêu em anh hai sao trên trời mang về, vì yêu em cuộc đời chỉ cho em, vì yêu mình em trái tim mang tên mình em
chúng tôi với tiết mục chào mừng ngày hạnh phúc. Ban tổ chức chương trình gửi đến quý quan viên hai họ, các vị khách quý, lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị khách quý, mỗi người chúng ta sinh ra trong cuộc đời này đã là một niềm vui và là niềm hạnh phúc. Nhưng được yêu và sống trong tình yêu ấy lại là điều lớn lao hơn cả. Bởi vì rằng có ai sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một người nào. Ngày lành tháng tốt, ngày 24 tháng 10 năm 2023, nhằm ngày 10 tháng 9 năm Quý Mão, long trọng tổ chức buổi lễ phu huê ra mắt và chứng nhận tình yêu hôn nhân đôi bạn trẻ. Và đó cũng chính là lý do mà tất cả chúng ta cùng có mặt ở đây dành tặng một tràng pháo tay lớn để chúc mừng. Không để toàn thể quý vị chờ đợi lâu, quán khách đã đông đủ, mọi thứ đã sẵn sàng. Mời quý vị cùng hướng ánh mắt về lối đi cổng chính hôn trường, cho chúng tôi những tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt cùng chào đón cô dâu Mỹ Linh và chú rể Trần. Kính thưa hai bên hai họ, nội hội hai bên, khỏe cô dì chú bác và toàn thể tất cả anh em bạn bè đoàn xe. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, hãy chung tay chúng tôi tổ chức lễ thành hôn cho hai con. Tôi không có gì hơn xin chúc toàn thể quý khách dồi dào sức khỏe, đã dành thời ít thời gian tới đến tham dự buổi tiệc hôm nay cùng với gia đình chúng tôi. Chúc quý khách mong nguyện, tôi xin thật tạm cảm ơn. Dành cho gia chủ tôi ngày hôm nay không quên cho phép MC Huyền Tân thay mặt ban tiệc cưới Quân Thủy Tiên cùng gia đình gửi đến toàn thể quý vị những lời cảm ơn chân thành nhất. Chúc quý vị
vị luôn may mắn, luôn thành công trong cuộc sống. Và nhất là ngày hôm nay, hãy luôn nâng ly chúc mừng hạnh phúc của chú rể và cô dâu. Còn ngay bây giờ, trân trọng mời quý vị đến với những nghi lễ chính thức của buổi tiệc cưới. Mời chú rể Trần Nguyên cùng cô dâu Mỹ Linh nắm tay nhau tiến về thắp bánh tình yêu với nghi thức cắt bánh ngày chung đôi. Để sản xuất này vô thật tuyệt vời, lãng mạn và đơn người. Vì tình yêu của cô dâu Mỹ Linh cùng chú rể Trần Nguyên, tình yêu ấy đã trải qua thời gian hơn mấy năm yêu nhau. Để ngày hôm nay ông Tơ bàn việc kết nối dây duyên cho đôi bạn trẻ. Để giờ phút này đây, đôi bạn trẻ chúng tôi đang cùng nhau chia sẻ sự mặn đồng ngọt bùi trong cuộc sống qua nghi thức cắt bánh tình yêu. Và xin cảm ơn cô dâu chú rể. Kính thưa quý vị khách quý, cô dâu chú rể chúng tôi đang cùng nhau có những giây phút thật tuyệt vời. Rượu hồng các nghĩa đã phun lên, thủy chung chung thủy sắc màu tình yêu. Và cầu chúc cho đôi bạn trẻ tình yêu màu hạnh phúc. Giờ phút này đây, tình dân cảm tình yêu lịch sống mắt với nụ cười rạng rỡ, gương mặt tươi xinh. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn. Mời cô dâu chú rể trở về vị trí ban đầu. Chúng ta đến với nghi thức dâng rượu báo hiếu đại diện hai bên gia đình. Chúc mừng dâng lên ba mẹ ly rượu hiếu thảo. Cảm ơn công ơn sinh thành dưỡng dục. Chúc ba mẹ thật nhiều sức khỏe và từ nay dần con làm rể thảo rể hiền. Mời các mẹ tiếp nhận. Vâng, chúng con cũng dâng lên chú và dì thay mặt đại diện bên họ đàn trai nhận cháu làm dâu thảo dâu hiền. Xin trân trọng cảm ơn. Và ngay bây giờ mời chú rể cô dâu nâng ly rượu yên ngư chung thì để phần cha chữ hiếu phần mẹ đôi ta chữ tình. Và ngay bây giờ đại gia đình thương yêu của chúng tôi trên sân khấu cùng trân trọng kính mời toàn thể quý vị các quý bên dưới dâng cao ly hôn thật lớn để chúc mừng ngày hạnh phúc. Mời đại diện chủ ông hai bên gia đình tiến về phía trước một bước. Hai ông xuôi, hai bà xuôi dặn đi nhau. Gia đình chúng ta đứng theo hình chữ V. Bên cạnh tay trái tay phải huyền mơ và cả hội trường dâng cao ly đường phố mà. Ngay bây giờ đếm lượt 1, 2. Mời quý khách chúng ta cùng nhau để khi ta chúc rễ dầu năm năm đầu mà mình lòng thương nhau. Chúc cho gia đạo thương hòa, một nhà em ấm rộn ràng khí ta. Các bạn cảm ơn sự có mặt tuyệt vời của toàn thể quý khách. Chúc cho tình sâu xa hai nhà như một. Chúc cho cô dâu chú rể cho năm tình viên mãn bắt đầu nghĩa cô rể. I'm gonna do what I wanna do.
Beautiful night, we're looking for something dumb to do. Hey baby,
Trong trong anh đổi thay bỗng nhiên đẹp sao, được bên em yêu em đắm say trong hạnh phúc là một ước mơ bao nhiêu lâu anh thầm mong. Vì mình sinh ra là dành cho nhau, tìm cả thế giới chẳng có ai yêu em bằng anh. Hãy vượt qua mọi buồn vui khó khăn để có nhau ngày sau. Rất nhiều, chỉ cần thấy em trong anh hạnh phúc lắm rồi. Trên trái đất này trẻ chẳng có ai yêu em bằng anh.
vì tình yêu anh cho em lớn hơn cả đại dương. Người yêu ơi anh luôn cần em, thương em, yêu em rất nhiều. Bằng lòng với anh em sẽ có tất cả niềm vui. Hãy cứ để anh chăm sóc em như thế này nhé. Trọn đời suốt kiếp anh sẽ mãi yêu mình em, không bao giờ cách xa. Trong trong anh đổi thay bỗng nhiên đẹp sao. Được bên em yêu em đắm say trong hạnh phúc là một ước mơ bao nhiêu lâu anh thầm mong. Vì mình sinh ra là dành cho nhau, tìm cả thế giới chẳng có ai yêu em bằng anh. Hãy bước qua mọi buồn vui khó khăn để có nhau ngày sau. Rất nhiều, chỉ cần thấy em trong anh hạnh phúc lắm rồi. Trên trái đất này sẽ chẳng có ai yêu em bằng anh. Vì tình yêu anh cho em lớn hơn cả đại dương. Người yêu ơi anh luôn cần em, thương em, yêu em rất nhiều. Bằng lòng với anh em sẽ có tất cả niềm vui. Hãy cứ để anh chăm sóc em như thế này nhé. Trọn đời suốt kiếp anh sẽ mãi yêu mình em, không bao giờ cách xa. Người yêu ơi anh luôn cần em, thương em, yêu em rất nhiều. Chỉ cần thấy em trong anh hạnh phúc lắm rồi. Trên trái đất này sẽ chẳng có ai yêu em bằng anh. Vì tình yêu anh cho em lớn hơn cả đại dương. Người yêu ơi anh luôn cần em, thương em, yêu em rất nhiều.
còn rơi. Chiều nay bếp hồng đang còn say. Chiều nay vui sống trong tình yêu, nhớ phút vui khôn nguôi. Nào ai xa ngàn nơi, kia bao mái nhà đang chờ ai. Kia bao bếp hồng đang còn tươi, thương nhớ lên đầy vơi. Thank you.
hôm nay cũng ngày đặc biệt nhất đời của hai con, được bố mẹ và cộng đi học cô chú bác của hai bên gia đình hai con, bây giờ tình cảm đặc biệt và cung cấp cho hai con trong ngày hôm nay. Con cái này hai vợ chồng xin cảm ơn đến nhất là bố mẹ, con sinh thần những lúc con đến nay là trưởng thành, đã được nên nghĩa vợ chồng. Lấy mic thi con. Cảm ơn đến họ là ông bà cô chú bác cả gì của hai con hai bên này, cũng là cảm ơn.
trước khi chúng ta cùng chào đón xem quá trình đến đây của chú rể, thì xin mọi người sẽ cùng cho một tràng pháo tay thật lớn nào. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever, oh so clearly. Might have been in love before, but it never felt this far.
và xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng nhau hướng về cánh cửa của tình yêu. Đây là phút sự tự chủ mở ra để cùng nhau đón chào hay tìm mặt chờ chờ tìm hồi và những chương trình vui nhạc quan hạnh phúc của mình. Chúc đại chủ quyền và quân chủ bình tĩnh. Xin được trân trọng cảm ơn tất cả quý vị chúng ta rất nhiều. Và thưa
thưa quý vị, anh Hữu Lộc, người đồng hành cùng với Phương Thảo vừa rồi, chắc chắn một lời cảm ơn nữa mà không thể nào không nói ra ngay lúc này, đó chính là lời cảm ơn của đôi bạn dành đến cho đại diện hay bên gia đình. Cảm ơn công ơn dữ dội sinh thành, cảm ơn những ngày tháng mà quý vị đã yêu thương, đã ủng hộ, đã đồng hành với đôi bạn cho tới ngày hôm nay và mãi về mai sau. Xin mời những ly rượu hiếu và những ly rượu kính đến từ ban tổ chức chương trình trao cho hai bạn, dâng lên cho đại diện hai bên. Xin mời. Để đó bên kia chú để ơi. Rồi bây giờ đến cầu với chú dâu. Vâng, và xin mời cô dâu và chú rể cùng dâng lên cho họ nhà trai ạ. À, nhìn lên lâu lên thôi, nữa nha. Rồi. Ok. Và xin mời hai bạn sẽ nhận hai chiếc ly tiếp theo để cùng dâng lên cho song thân của cô dâu. Rồi, ba mẹ nhìn con luôn nha. Rồi, ba mẹ ơi, nhìn nha. 1, 2, 3, đây chú rể ơi. Rồi. Vâng, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Và chúng ta đã thấy hình ảnh cố gắng lên trên đôi mắt của những người thân thương trong gia đình, đúng không ạ? Một lần nữa thay mặt hai bạn, xin cảm ơn tất cả những tình cảm mà quý vị dành cho hai bạn. Xin cảm ơn những người thân yêu trong gia đình đã có mặt tại đây và đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến cho cô dâu và chú rể trong ngày vui, ngày trọng đại này. Vâng, và tiếp theo đây, chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời đại diện từ hoàng nhà trai và đại diện từ hoàng nhà gái. Chúng ta hãy cùng nhau tiến sát vào nhau để cùng nhau nâng ly để cho mối tình cho chúng ta của hai người gia đình ngày càng tốt. Tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng nhau cho một cái bát tay thật lớn nữa để chúc mừng hạnh phúc cho hai bên gia đình, cho chú rể và cô dâu. Xin mời. Cảm ơn tình cảm của hai bên gia đình rất là nhiều và xin chúc cho mối tình thâm sâu gia của hai bên gia đình ngày càng gắn bó keo sơn và bền chặt. Sau đây xin mời các vị cùng quay trở về phía dưới sân khấu để chứng kiến tiếp những nghi thức khác trong tiệc cưới ngày hôm nay ạ. Xin mời. Được hòa chung với những điều tuyệt vời đó, chúc lễ hoặc có nhau chúng ta mà đã gặp nhau, yêu nhau và cho nhau một tình yêu thật tuyệt vời và lãng mạn. Và sự hiện diện của tất cả quý vị chúng ta có mặt tại cao gian này, đó là một niềm vui thật lớn đối với hai bên gia đình, đối với chú rể và cô dâu. Vâng, và ngay bây giờ đây thì cũng xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng nhau hướng những ánh mắt thân thương của mình về với lễ điều hạnh phúc này để cùng nhau đón chào, đón xem những giây phút thực sự ngọt ngào, thực sự lãng mạn của chú rể và cô dâu. Xin được trân trọng kính mời chú rể và cô dâu hãy cùng nhau tiến về tháp bánh của tình yêu để cùng nhau chia sẻ những sự ngọt ngào trong ngày vui hạnh phúc hôm nay của hai bạn. Và xin mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng nhau cho một cái bắt tay thật lớn để đón chào khoảnh
để nhìn nhau lâu thêm một tí, để cảm nhận được hơi ấm từ nhau. Và xin quý vị cho một tràng pháo tay ạ. Hồi xưa giờ em không có thấy mà hôn tay gọi là tình yêu. Dạ. Vẫn chấp nhận được, anh Lộc quá thính quá à. Vâng, và trên sân khấu của chúng ta vừa trải qua những giây phút rất là vui vẻ và hạnh phúc của đôi bạn ngày hôm nay. Quả thật khi mà đồng hành cùng với một câu chuyện tình yêu như thế này thì chúng em, những người làm chương trình, cảm thấy mình tươi trẻ ra rất nhiều, và còn có thêm niềm tin vào cuộc sống rằng tình yêu ở đâu đó vẫn còn đang hiện hữu, và tất cả chúng ta vẫn còn đang sống một cuộc đời rất vui vẻ. Và chắc chắn niềm vui vẻ ấy sẽ nhân lên rất nhiều lần khi cô dâu của chú rể nhận được những món quà yêu thương đến từ quý vị, đặc biệt là sự hiện diện của tất cả quý vị con khách đã có mặt lúc này. Tuy nhiên vẫn có những món quà ngay bây giờ sẽ cùng trao đến cho cô dâu của chú rể trên sân khấu này, đúng không ạ? Phúc còn một lần nữa chúng tôi cũng xin được thay mặt cho không gian tuyệt vời của nhà hàng Phương Thư trân trọng cảm ơn hai cái gia đình, sự hiện diện của tất cả quý vị, đặc biệt đó là chú rể và cô dâu đã tín nhiệm, đã chọn nơi đây là nơi khởi đầu cho niềm vui hạnh phúc trọng đại của mình. Và cũng xin được trân trọng kính mời chú rể và cô dâu hãy cùng nhau đón nhận phần quà đến từ nhà hàng Phương Thư của chúng tôi. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị đã rất yêu thương và ủng hộ chúng tôi. Phương Thư hân hạnh đồng hành cùng những ngày vui của quý vị. Và xin cảm ơn món quà của nhà hàng Phương Thư rất nhiều. Món quà thứ hai và cũng là món quà tới từ thủ trưởng đơn vị ạ. Xin mời món quà đến từ ông Nguyễn Trí Thanh, trưởng phòng tham mưu công an tỉnh, sẽ cùng tiến lên phía trên sân khấu để trao cho hai bạn. Xin mời. Nhìn luôn anh ơi, như thế tươi nha. Xin cảm ơn các cấp lãnh đạo, xin cảm ơn tất cả những người đồng nghiệp thân thương của chú rể, của cô dâu đã có mặt tại đây để gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến hai bạn. Và món quà tiếp theo, Phương Thảo muốn mời lên sân khấu là món quà của đội tham mưu tổng hợp ạ. Vâng, xin mời. Nhìn lên này. Phương Thảo xin được trân trọng cảm ơn tất cả các anh em trong phòng tham mưu. Vâng, thưa quý vị, những người đồng nghiệp thân thương, đối với nghề nghiệp của chú rể thì em xin được phép gọi từng đồng đội ạ. Em hy vọng rằng những người đồng đội thân thương sẽ luôn kề vai sát cánh với chú rể, không chỉ trong công việc mà chắc chắn sẽ là động lực lớn hơn nữa cho chú rể và cô dâu trong cuộc sống đời thường để chung xây hạnh phúc. Và những món quà vừa rồi rất ý nghĩa đã khép lại chương trình lễ trong tiệc cưới ngày hôm nay. Xin mời cô dâu và chú rể của chúng tôi sẽ cùng quay trở về phía dưới sân khấu cùng các vị đại diện đến từ hai gia đình đi đến từng bàn tiệc để cảm ơn sự nhiệt của quý vị còn khách. Ngắm nhân bóng ẩm thực đặc sản của mình lên cho hai họ, quý vị và các bạn chúng ta có mặt tham quan không gian này xin được trân trọng cảm ơn. Phương và kính thưa quý vị, một lần nữa Thủ Lộc và Phương Thảo trân trọng cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong 10 phút nữa. Xin được trân trọng cảm ơn. Lần đầu tiên cũng xin cầu chúc cho anh chị được trong 5 phút và cầu chúc cho toàn thể mọi người của chúng ta có một buổi tiệc thật là vui vẻ. Oh.
Rồi bay đây.
chương trình xin được trân trọng kính mời Hoàng Dương đến từ Mũi Tiền Phát Xuân. Xin được trân trọng kính mời đại diện từ Mũi Tiền Phát Xuân các bạn mình. Xin mời quý quan khách. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Công an tỉnh Quảng Nam, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của phòng thanh niên và công an các đơn vị địa phương. Dạ, để đứng lên đây mà giờ này thì em không biết nói gì hơn. Dạ, cũng trân trọng cảm ơn tình cảm của quý lãnh đạo dành cho bản thân em và người trong em. Và chắc có lẽ là chương trình thì vẫn tiếp tục ạ. Em mong muốn là các anh lãnh đạo và các anh em trong cơ quan tiếp tục vui cùng với người chồng em một nữa. Dạ, em xin phép. Cho chúng ta một đêm.
nhau.